Ông thầy Minh Tuệ là giả tu thôi. Ê mà ông giả tu làm gì ta? Tại vì có thể như mọi người hay nói á, là ông làm các mạng màu. Nhưng mà chị hai em đã nói là thầy tu cao cả và được cơ quan chức năng bảo vệ tu rất là an ổn. Em tin chị hai em đó. Rồi ngay cả anh bạn gì trong viện kiểm soát á cũng nói là nếu mà có lập sóng một cái, một là cơ quan chức năng téo ngay. Vậy thì cái xác suất mà thầy Minh Tuệ phản động là mình để bỏ sang một bên, đúng không? Cái thứ hai á, giả tu có thể để kiếm tiền. Nhưng mà ông anh ngày có một bữa à, rồi đầu trần trên đất đi lang thang khắp nơi, đồ mặc thì vá lên vá xuống, tuần tắm được mấy lần. Ủa kiếm tiền chi cho khổ ta, kiếm tiền mà không được tiêu kiếm chi trời. Rồi người ta giả tu rồi được cái danh, mà ông thầy này ông có dùng mạng xã hội rồi có đi giảng đi thuyết pháp, có nhận đệ tử, hay ông cũng không gọi ông là thầy luôn. Ông tối ngày gặp ai ông sinh con hết á, lớn bé gì ông cũng sinh con hết. Cái danh cũng không được, cái tiền cũng không, phản động cũng không, phải còn gì ta? Mọi người cho em ý kiến với.